34. Hách mổ tôi, hôm nay cũng để cho cậu biết, tôi đường đường là nam tử Hán đại trượng phu. Được. Cốc đa tao đánh. Chính là đường đường nam tử Hán đại trượng phu mày. Người đâu? Dạ. Bắt về. Các người làm gì vậy? Buông ra, bỏ anh ấy ra. Chuyện gì vậy? Cốc đa, ra ngoài xem. Dạ. Đi. Hương thân phụ lão, chúng ta vĩnh viễn không được cúi đầu với đám cẩu Hán gian. Hay, hay lắm. Các vị, thành thật xin lỗi, làm hỏng nhã hứng của các vị. Sau đây, hách mổ tôi và vợ của mình Trần Như Ngọc sẽ hát tặng cho mọi người nghe một bài. Hay, hay lắm. Lần này được nghe rồi. Tên Kashima, bình thường ít giao du với bên ngoài, trong nhà lại canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội ra tay. Bộ tư lệnh hiến binh chỉ có mấy người chúng ta, nghĩ cũng không cần nghĩ. Vì vậy, chỉ có ra tay lúc hắn ra ngoài hoặc lúc hắn trở về. Địa điểm tôi đã xác nhận, đường Hổ Khâu, đây là con đường hắn bắt buộc phải đi qua. Vì vậy, tổ trưởng Kiều đưa huynh đệ tới mai phục, chờ thời cơ hành động. E rằng người để tập kích quân Nhật không đủ. Hành động ám sát lần này, trọng điểm là bản thân hành động, không cần kết quả. Vì vậy, cho dù thành bại, sau khi hành động kết thúc, lập tức rút lui. Vậy bố trí cho chúng tôi một ít vũ khí cứng. Không được. Lần này là hành động tuyệt mật, phải để người Nhật tin rằng đây là hành động của quân Cộng sản. Tổ trưởng Kiều, vũ khí kiểu mới của nước Mỹ không được dùng, thay hết thành súng lục của Đức. Rõ chưa? Rõ. Sự tồn vong của quốc dân đảng, mọi người đều có trách nhiệm. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đây là hành động tuyệt mật. Một khi rơi vào tay địch, chính là lúc các cậu báo đáp quốc dân đảng. Dương Quảng bằng tôi nhất định báo cáo cho cấp trên biết, thu xếp ổn thỏa người nhà của các cậu. Rõ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rút lui. Dạ. Đánh. Có chuyện gì vậy? Chạy đi. Đánh! Đánh cho tôi!
Rút! Rút! Báo cáo, người Trung Quốc hình như đã rút hết. Bắt hết lại cho ta. Một người cũng không được thả. Dạ. Đuổi theo. Bên ngoài làm sao thế? Không biết lại xảy ra chuyện gì. Bây giờ thời loạn, ông mau vào trong nhà nghỉ, để tránh gặp nguy hiểm. Mau, mau lên. Ngoan ngoãn đi, mau. Đi, mau lên. Đi. Mau lên. Đuổi theo. Thật là năm nay chẳng có ngày nào yên ổn. Nghe nói lại có người tập kích tên Kashiwa, đoán là lại canh gác nghiêm ngặt. Đúng, em nói xem, ban ngày ban mặt, ai mà lại to gan như vậy? Nên có người trị bọn chúng. Bà cô của tôi ơi, em nhỏ tiếng một chút đi. Chút nữa lại bắt cả em bây giờ. Sao đây, em ở nhà em, không được nói à? Vậy mà anh cũng còn tham gia tổ chức ngầm. Được rồi, dù sao em cũng phải cho anh chút thời gian để anh thích ứng chứ. Hơn nữa, gan dạ cũng phải luyện tập từ từ. Em nói xem lại, không phải người Nhật chứ? Sợ cái gì? Không chết được. Đi xem đi. Đi xem. Ai vậy? Dương Quảng Bằng. Sao lại là hắn? Lẽ nào việc này do bọn họ làm? Ngoài hắn ra còn có thể là ai? Mở cửa, mau. Đóng, đóng lại. Tìm một nơi để tôi trốn, mau lên. Mau lên. Theo tôi. Mau lên. Trốn, trốn ở đâu chứ? Vào đi. Được không vậy? Mau, mau lên. Cảm ơn. Mau trốn đi. Mau. Tránh ra. Tránh ra. Đi. Đứng lại. Đi. Cốc già, bên này. Mở cửa. Tiêu rồi, làm sao bây giờ? Mau mở cửa. Bọn Nhật tới rồi. Đừng sợ, chuyện tới nước này trốn cũng không phải cách. Mở cửa, mở cửa. Chỉ có thể cứng lên thôi. Em đi đâu vậy? Đi mở cửa, em không được đi. Anh đi cho. Mau mở cửa. Mở cửa, mau lên. Đến, đến ngay. Tránh ra. Mấy người làm gì? Lục soát. Rõ. Đi.
Mấy người muốn làm gì? Công Đà, cậu làm gì? Tôi tới thăm cô nhị tiểu thư. Lục soát. Dạ. Như Ngọc. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cốc gia, không có. Như Ngọc, không có mệnh lệnh của Hoàng Quân, các người ai cũng không được ra ngoài. Đi. Súc sinh. Đâu rồi? Đúng. Tướng quân, xin lỗi đã khiến cho ngài sợ hãi. Khốn kiếp, kho súng đạn bị nổ chưa được mấy ngày mà tôi liên tiếp bị ám sát hai lần. Đây chính là thành phố mẫu mực, thuyết Đại Đông Á mà ông khoe khoang à? Tôi thấy các ông chính là một đám phế vật, là tiểu nhân thất trách. Vậy ông còn ở đây làm gì? Còn không mau đi bắt thích khách. Tôi đã sắp xếp cho quân cảnh vệ đi dán thông báo truy nã. Tôi thấy ông nên đích thân đi ra đường bắt người. Rõ, tiểu nhân đi ngay. Nghe điện thoại đi. Dạ. Chuyện gì? Biết rồi. Có một thích khách chạy vào đường Hổ Khâu rồi không thấy nữa. Mau bắt lại. Bắt hết tất cả. Tất cả những người ở hiện trường đều bắt hết. Rõ. Bắt. Dạ. Đứng im. Ra ngoài. Ra ngoài. Mau. Ra ngoài. Mau lên. Mau ra ngoài. Có nghe thấy không? Ra ngoài. Ra ngoài. Đi. Nhưng Ngọc à, uống chút nước đi. Yên tâm, tên kia chắc là không xảy ra chuyện. Đi theo tôi. Đưa đi cho tôi. Sao lại bắt chúng tôi? Dựa vào cái gì mà bắt người? Thả chúng tôi ra. Sao lại bắt chúng tôi chứ? Chúng tôi chẳng làm gì cả. Yên lặng cho tôi. Yên lặng. Yên lặng cho tôi. Bà con Phương Hổ Khâu, hôm nay có người vô cùng can đảm, dám ám sát tướng quân Kashiwa. Trong bọn chúng có một thích khách chạy vào đường Hổ Khâu rồi không thấy nữa. Tại sao chứ? Chắc chắn là có người giấu giếm. Vì vậy tướng quân hạ lệnh, nếu không giao thích khách ra, vậy thì bắt tất cả những người ở đường Hổ Khâu lại, sau đó bắn chết hết.
Lý nào làm vậy? Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Người tố cáo sẽ có trọng thưởng. Nghe thấy chưa? Chỉ cần người nào tố cáo sẽ có trọng thưởng. Còn có tiền. Có tiền kìa. Đưa đi. Mau lên. Đi. Đi, mau lên. Sao rồi? Những người bị bắt, có một ông chủ tiệm lá trà tên là Tiêu Ngọc Tỷ, là nhân viên liên lạc của chúng ta. Ngoài ra, Trần Như Ngọc, em gái của bác sĩ Trần, và Hách Diễn Lai cũng bị bắt. Sao bọn họ lại bị cuốn vào? Kashiwa liên tiếp bị ám sát, hắn chắc chắn tức chết. Vì vậy, đã cho bắt tất cả những người. Cốc gia tao cả đời này không sợ nhất chính là báo ứng. Làm nhiều chuyện xấu rồi, tao đây chính là Diêm Vương, còn sợ quỷ môn quan à? Có phải đầu của mày có vấn đề không? Nghĩ cho kỹ. Tiếp theo tới lượt mày. Có kết quả không? Tạm thời chưa có. Tướng quân rất tức giận. Cậu không cần thẩm vấn nữa. Giết hết. Xem bọn chúng có khai không. Rõ. Ngươi. Đi. Không phải tôi. Đừng giết tôi. Đừng giết. Hách Diễn Lai, hôm nay là ngày tốt của mày. Chửi thỏa thích đi. Cốc gia sẽ không tính toán với mày. Tao biết mày sẽ chết trong tay của tao mà. Chuẩn bị. Như Ngọc, anh đi trước một bước. Kiếp sau chúng ta gặp lại. Sẽ không có chuyện gì chứ. Bắn. Xin hỏi một chút, có người tên là Hách Diễn Lai. Anh ấy không sao chứ? Hách Diễn Lai cái gì? Sao có nhiều chuyện vậy? Tránh ra.
Mau lên. Đưa đây. Đi, mau lên. Sẽ không có chuyện gì chứ? Tướng quân, tên này không giết à? Nhìn cậu ta nhát gan như vậy, giống sát thủ không? Nói với những tên phạm nhân này, nếu như không khai ra, đều phải chết. Rõ. Hách Diễn Lai, vận may của mày tốt quá nhỉ. Xem ra hôm nay số mày vẫn chưa tận. Cốc gia, để mày sống lâu hơn một chút. Đưa đi. Dạ. Đứng lên. Đi. Mau lên. Đi. Phương Nguyên, tôi cũng muốn cứu bọn họ, nhưng mà lần này không giống như lúc trước. Quan trọng nhất là thằng nhiệt tử Lập Văn nhà tôi cũng không thể làm chủ. Bác Chu à, cháu biết chuyện này thực sự rất khó, nhưng mà tính mạng của 300 người còn sống. Buổi sáng đã chết 9 người, ngày mai bọn Dực phao tin sẽ giết hết. Bác có tấm lòng nhân hậu, làm sao có thể những tâm nhìn thảm kịch này tiếp tục xảy ra chứ? Nhưng mà chỉ dựa vào một mình tôi, rất khó thuyết phục người Nhật Bản. Cháu cho rằng bác có thể dựa vào sức ảnh hưởng của mình, liên hợp tất cả bạn bè thượng lưu ở Tô Châu, yêu cầu thả tất cả những người vô tội. Cục trưởng, lão gia tổ chức một đám người có tiền tới bộ tư lệnh hiến binh, muốn chuộc đám phạm nhân kia ra. Cha tôi điên rồi à? Hoàng Phong nói sao? Tướng quân Kashiwa vừa mở miệng đã đòi 50 vạn giao tiền thả người. Cha đồng ý à? Nghe nói lão gia đã đồng ý, bản thân còn nhận 20 vạn. Tiêu rồi. Đi. Đừng khách sáo, đều là đồng hương mà. Cha, cục trưởng Chu. Chu lão gia, cáo từ. Cáo từ. Nào chúng ta đi. Cha, cha thật sự đồng ý với yêu cầu của người Nhật. Đều là đồng hương, con có thể thấy chết không cứu à? Không phải là 20 vạn thôi sao? Ta bỏ ra được. Con không nói tới tiền. Cha hôm nay tiêu tiền mà còn đắc tội với người Nhật. Đắc tội thì sao chứ? Ai giống con? Vì nịnh nọt chủ tử mà ngay cả mạng sống của đồng hương cũng không quan tâm. Cha đừng lúc nào cũng nói nịnh nọt chủ tử. Lại bị ai đầu độc rồi? Phương Nguyên à? Phương Nguyên đó muốn cứu Trần Như Ngọc để dỗ Trần Như Ca. Sao nhà chúng ta phải làm sứ giả cho hắn chứ? Cha của con không hồ đồ. Ta sẽ không để người khác tính kế thay cho mình. Ta chính là muốn dùng số tiền này chuộc lại cái tội nghiệp mà con trai của ta làm hán gian. Hiểu chưa? Con lấy xe đưa cha về. Không cần. Vào đi. Tướng quân, ngài định thả hết phạm nhân ra à? Tại sao lại không? Những thương nhân không tiếc tiền bỏ số tiền lớn ra để đảm bảo.
Còn có vấn đề gì à? Hoàng quân cũng không thể nói mà không giữ lời. Bi chức cho rằng nếu như thả hết phạm nhân đi, đồng thời sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của Hoàng quân. Tại sao? Ngài nghĩ xem, cái này không phải chứng minh Hoàng quân bắt loạn thả loạn à? Cậu cho rằng phải làm sao? Hạ chức nghĩ nên giữ lại 2-3 người. Cứ nói là đó là phạm nhân đáng nghi nhất của chúng ta, phải tiếp tục thẩm vấn. Rất tốt. Ngồi đi. Dạ. Cậu nghĩ những người nào là tình nghi quan trọng? Đã bắt lâu như vậy rồi, sao còn chưa thả người? Ra rồi kìa. Sao bị thương nặng như vậy? Cái gì? Bị giết rồi à? Chu Lập Văn vẫn nhốt vợ chồng Trần Như Ngọc không thả à? Tôi thấy mục đích của Chu Lập Văn chính là đối đầu Như Ca. Chúng ta phải nghĩ cách giúp cho Như Ca. Phương Nguyên, từ khi bọn Nhật đóng chiếm Tô Châu, dựa vào những biểu hiện của bác sĩ Trần Như Ca, cấp trên đã nhận định rằng cô ấy là người đáng tin. Cô ấy vốn dĩ có tâm kháng Nhật, thêm vào đó là cái chết thảm của cha mẹ trong tay bọn Nhật, là đối tượng đáng để chúng ta giành lấy. Vì vậy, chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Hễ cô ấy gặp phải khó khăn gì, cậu có thể lập tức chi viện. Vậy thì khi nào cần thiết, tôi có thể để lộ thân phận của mình với cô ấy à? Tạm thời chưa được, bởi vì hoàn cảnh đấu tranh quá phức tạp, chúng ta không có chuẩn bị vẹn toàn, chỉ có thể đem đến nguy hiểm cho cô ấy. Có điều cậu yên tâm, ngày đó sẽ sớm thôi. Diễn Lai, anh đang ở đâu? Anh có ổn không? Em rất là nhớ anh. Dương trạm trưởng, đồng chí Nhạc Dương, mấy năm nay cậu vất vả rồi. Điều hạ chức nên làm, từ khi hạ chức vào ngục, vẫn luôn bí mật quan sát hành động trong tù, hay lắm. Bây giờ có một nhiệm vụ mới giao cho cậu, nhanh chóng diệt trừ Hách Diễn Lai. Hách Diễn Lai, tên tiểu tử này trước đây là người trong tổ chức của chúng ta. Hắn biết quá nhiều, trời sinh lại là người mềm yếu, nhát gan sợ chết. Lỡ người Nhật xuống tay thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Vừa hay ngày mai tôi đi làm, vậy thì xuống tay trong bữa cơm ngày mai. Được, làm gọn gàng sạch sẽ một chút. Sự tồn vong của Quốc Dân Đảng, tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Đồng chí Nhạc Dương, lần này nhờ cậu. Vị tiểu thư,
Mời. Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Muốn thẩm vấn à? Là thẩm vấn. Có điều cô yên tâm, chúng tôi sẽ đổi cho cô môi trường ưu nhã. Như Ngọc. Diễn Lai. Như Ngọc. Diễn Lai. Làm gì vậy? Quay lại. Diễn Lai, anh chờ em. Diễn Lai. Nhị tiểu thư, nếu như cô muốn gặp hắn thì mời. Như Ngọc. Như Ngọc. Quay lại. Nói mày đấy. Như Ngọc. Như Ngọc. Mời nhị tiểu thư. Là ý gì? Như Ngọc, mấy hôm nay xin lỗi em, để em phải chịu khổ. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho em những thứ này. Mời ngồi. Cốc đa, rót rượu cho nhị tiểu thư. Dạ. Nhị tiểu thư, tiếp tục kính nhị tiểu thư. Mời nhị tiểu thư. Đây đúng là rượu của nhà họ Trần chúng ta sao? Đúng. Tôi vừa lấy ở trong hầm rượu ra, mới lên men. Nghe nói bài thuốc này được truyền từ Ngô Dương. Nhưng mà rượu này có màu đỏ sẫm. Rượu nhà chúng tôi màu đỏ tươi. Phải không? Tôi nhớ lại rồi. Cha tôi từng nói rượu của nhà chúng tôi rất thần kỳ. Mặc dù phương thức không đổi, nhưng màu sắc lại thay đổi theo thời thế. Nhớ năm đó Hạc Lư giữ ngôi vua trọng dụng con rể Ngũ Tử, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, bá tánh an lạc. Lúc đó rượu có màu đỏ tươi. Sau này bạo quân phù sai kế trị, theo kẻ gian làm bậy, tình hình quốc gia suy yếu, dân chúng lầm than, rượu liền biến thành màu đỏ sẫm. Thành cô phương bây giờ cũng là bạo quân chuyên chính, kẻ nịnh thần lộng quyền. Rượu này không phải cũng nên biến thành màu đỏ sẫm mà? Chính là gian thần nịnh nọt, có quyền có thế hơn nữa thì sao? Vẫn phải cúi đầu nịnh nọt cả đời thôi. Không hổ là nhị tiểu thư, khéo ăn khéo nói. Nhưng Ngọc à, cho dù em nhìn tôi như thế nào, tôi vẫn là người làm anh, vẫn phải bảo vệ cho em. Em nghĩ xem, phụ nữ trong nhà lao, ngoài em ra, có ai không chịu hình phạt? Nếu nhanh thật sự niệm tình xưa thì mau thả tôi và Diễn Lai ra. Tại em không biết, từ sau khi ngài Kashiwa bị ám sát, nhất định phải bắt được hung thủ. Phàm là người có liên quan, không có sự phê chuẩn của ông ấy thì không ai được thả. Nếu như hôm nay anh thả em đi, anh phải mạo hiểm rất lớn. Nhưng mà dựa vào tình nghĩa của anh chị em, người làm anh như anh bằng lòng làm như vậy. Nhưng mà có một điều kiện, em phải thuyết phục được chị em gả cho anh. Tôi biết ngay là anh không có ý tốt. Sao lại không tốt chứ? Em nghĩ xem, sau khi chị của em gả cho anh, em chính là em vợ của anh. Chúng ta có mối quan hệ như vậy, anh hợp lẽ cầu xin ngài Kashiwa. Nếu như chúng ta không có quan hệ, ông ta có thể thả cho em không? Em còn muốn kéo theo tên hách Diễn Lai. Chu Lập Văn, anh đừng suy diễn. Tôi nói cho anh biết, nam nhân trên đời này có chết hết, chị tôi cũng không gả cho anh. Còn nữa, Trần Như Ngọc tôi tuyệt đối không để chị tôi vì cứu tôi mà dẫm phải một tên chết bầm như anh. Được. Như Ngọc vẫn còn trẻ tuổi như qua Như Ngọc mà phải đi xuống hoàng thuyền, không đáng. Ai cũng phải chết, nhưng là người phải sống cho có nhân cách. Nếu như không có nhân cách, khác gì cái xác không hồn. Câu này là cha tôi dạy, tôi vẫn luôn khắc sâu trong tim. Các người không cần nói nữa. Không phải chỉ là chết à? Tùy các người. Đưa tôi đi đi. Cốc đa,
đưa cô ấy về. Tôi xem cô chịu đựng được bao lâu. Rõ, cục trưởng. Mời Nhị tiểu thư. Hôm nay ăn gì? Vẫn như cũ, xem đi. Quay lại, quay lại. Ngoan ngoãn quay về. Được rồi, đi đi. Đưa cơm đi, được. Ngoan ngoãn nha, có biết chưa? Cậu không ăn à? Không ăn, không ăn tôi ăn. Chỉ cần đồng ý gả cho tôi lập tức đưa cô chạy trốn. Vợ chồng vốn dĩ là chim trong cùng một rừng, đại nạn ập tới, phải tự mình bay chứ. Vị tiểu thư, cục cảnh sát và đồn công an nói cô ấy là tội phạm nghiêm trọng, không được thăm. Kết hôn với anh, chúng ta là người một nhà. Như vậy tướng quân Kawashi sẽ nể mặt của anh. Nước. Tôi cho em thời gian một ngày suy nghĩ. Nếu không hài lòng với câu trả lời của em, Như Ngọc sẽ chịu cực hình gấp bội. Chỉ cần hắn vừa vào động phòng, mình liền đấu với hắn tới cùng. Tiệm châu báo Dương Tử tổ chức triển lãm Trân Châu Tháp vô giá được tái hiện. Lần này ông đây sẽ cướp Trân Châu Tháp về. Đây chính là Trân Châu Tháp trong truyền thuyết. Đồ quái nhìn trúng mà cậu cũng muốn động à? Cục trưởng, tôi muốn giết người. Làm gì có ai tặng đồ miễn phí chứ. Hơn nữa lại là Trân Châu Tháp vô giá như vậy. Cô biết người nghệ nhân hát bình đàn là ai không? Nhị tiểu thư nhà họ Trần, Trần Như Ngọc.